Việc sửa chữa sẽ chính thức được tiến hành từ 0 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2. Quá trình này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ truy cập Internet quốc tế của người dùng trong khu vực. Hiện VNPT cho biết đã chuẩn bị các phương án kỹ lưỡng để giúp khách hàng kết nối đi quốc tế thuận lợi nhất trong thời gian sửa chữa. AAG là hệ thống cáp quang biển dài 20.000 km, dung lượng thiết kế đạt đến 2.000 terabit một giây, kết nối trực tiếp với khu vực Đông Nam Á với Mỹ. Ngoài ra, AAG còn có thể kết nối đến Australia, Ấn Độ, châu Âu và châu Phi thông qua điểm cập bờ của hệ thống. Trước đó ngày 20 tháng 12 năm 2013, tuyến cáp quang này đã bị đứt tại vị trí cách trạm cập bờ Vũng Tàu khoảng 287 km, gây khó khăn cho người dùng Internet trong nước khi truy cập quốc tế. Tới 22 giờ 30 phút, ngày 4 tháng 1, công tác hoàn nối cáp AAG bị đứt mới được hoàn tất.